lúc nào cũng ăn con ở đâu. Được hân hoan chào mừng tất cả các thành viên có thành tích xuất sắc của chi hội phong thủy thôn Nọ đã có mặt tại buổi team building ngày hôm nay. Dạ vâng, chúng ta có mặt ở đây để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như tôn vinh những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc tư vấn và kinh doanh các sản phẩm phong thủy của hội chúng ta. Chúng ta gặp nhau ở đây là có sức khỏe. Chúng ta gặp nhau là có tiền bạc. Chúng ta gặp nhau là có hạnh phúc. Và để tăng cường thêm tinh thần đoàn kết, nâng cao sự sáng tạo cho các thành viên, ban tổ chức chúng tôi sẽ tổ chức một trò chơi. Trò chơi của chúng ta được mang tên đập vỡ để sáng tạo. Dạ vâng, theo mọi người, bây giờ chúng ta muốn đập vỡ quả bóng này. Để đập vỡ quả bóng này thì chúng ta phải làm gì? Dạ. Cấu nhẹ cái là được rồi. Quá bình thường. Theo chị thì chúng ta phải làm gì? Không có sự sáng tạo nào cả. Chính vì sự thiếu sáng tạo đó, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Kiên Béo. Anh Huy Xeo. Bây giờ chúng ta hãy cùng tập trung xem hai anh làm mẫu hơn. Và sau đây xin mời hai anh thể hiện sự sáng tạo của chính mình. Mọi người cùng chú ý ạ. Anh chị chia làm hai đôi. Về đây. Đề nghị chúng ta hãy tập trung chia làm hai đội đi ạ. Luật của trò chơi như sau: trong vòng 3 phút, đội nào đập vỡ được nhiều bóng nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng. Và giải thưởng của chúng ta sẽ là một con tí hưu làm bằng đá. Sau đây xin mời mọi người hãy về vị trí để cùng chờ hiệu lệnh của MC. Xin mời mọi người ạ. Mọi người chú ý. 3, 2, 1, bắt đầu! Cô Vi, cho tôi chén nước. Vâng. Anh kia, cái gì tình hình vừa trước ngã? Tình cảm nào rồi? À, cảm ơn chú đỡ rồi. À? Hơi sưng tí thôi. Chạy nhảy tốt chứ? Chạy tốt. Thế được rồi. Chào cô Vi. Chào Vi đây rảnh vậy? Vâng, chào bác Hậu. Dạ. Có chào không? Không dám, chào không? Gì? Cô cho tôi hai lọ mắm tép trưng thịt, hai lọ thịt trưng mắm ruốc PTK nhé. Cái nhà ông Hậu này ăn uống tinh mồm phết đấy. Dạo này ấy toàn ăn mắm tép trưng thịt PTK thôi. Mà bây giờ á, cái vệ sinh an toàn thực phẩm ấy là trên hết đấy. Đây, cái mắm tép trưng thịt PTK này, nó vừa ngon này, nó lại vừa an toàn này, mà lại rất là tiện dụng nhá. Đúng là cứu cánh của chị em phụ nữ đâu ạ. Cô chỉ được cái nói đúng. Này, sao không đóng cửa hàng vài hôm đi du lịch cùng với cái team building phong thủy thôn Nọ cùng vợ tôi? Nghe nói tổ chức hoành tráng lắm. Em làm gì có tiền à bác, mà đi du lịch với cả cái hội team building phong thủy của thôn Lò. Ở nhà bác dạo này khá giả đấy, bác còn đem được bác ấy đi chơi ấy. Chứ em không có tiền. Tổng môn nhà chúng nó khá giả đấy gì đâu. Muốn làm ăn được ấy thì phải đầu tư thôi. Còn vợ tôi, nó tham gia học cái lớp phong thủy được 3 hôm. Thế mà về cái gì nó cũng biết, tài thật. Thế cô á? Chứ còn cái gì nữa. Nhà tôi bây giờ làm ăn cực kỳ thuận lợi, bách phát bách trúng. Cái hội phong thủy của vợ tôi đang mở cái chương trình tập huấn nâng cao hiểu biết về phong thủy. Hôm nó đi tối ngày bận rộn hơn cán bộ. Không có cả thời gian chăm sóc chồng con. Thường ơi là thường. Trời nhá. Giỏi. Bố Hậu ơi, con nghe cái team building phong thủy nó giống như một cái ổ đa cấp nhỉ. Tổng môn thì ông chỉ biết cái đấy thì mà đẹp xem. Loại ông ấy chỉ là ếch ngồi đáy giếng nhé. Ông nhào ra thiên hạ mà xem. Người ta đang ăn nên làm ra ầm ầm nhờ vào phong thủy cả đấy. Mà chạy dỗ tết cưới hỏi, tộc châu làm nhà đều phải nhờ phong thủy hết. Đây, nghe nhiều kỳ đây, không tin vào phong thủy, nhau ra đường lăn quay luôn. Đúng đấy chú ạ. Mấy hôm trước tôi phóng xe đầu làng ra đầu làng thôi, thế là gặp cơn gió lạ, nó vù một cái. Thế là sao?
cơn gió độc đâm thẳng vào người, thế đỡ người ra làm vật trên đất. Ghê chưa? Ghê nhỉ. Thấy ghê chưa? Gió có phải là Phong không? Phong. Phong là phong thủy. Ấy, sau cái vụ đấy là Kỳ vứt vợ tham gia cùng cái tem phong thủy cùng vợ tao luôn. Nghe. Mà này, ngay cái bản thân tao bước chân từ nhà ra sân thôi cũng phải xem phong thủy cho nó an toàn nhá. Ôi giời ơi, thế bố lại hiểu sai về phong thủy rồi. Phong thủy đúng nghĩa ấy, nó là một bộ môn khoa học. Đúng. Nó tốt. Nhưng mà phong thủy mà theo phong trào ấy, theo hiệu ứng đám đông ấy thì rất dễ bị lợi dụng. Bố xem như bây giờ nhá. Các ông đi mua xe, ông nào cũng phải chọn màu làm sao để cho hợp mệnh. Rồi là bỏ tiền ra mua biển số đẹp. Trong xe thì trưng bày là thịt tượng này, rồi thì chuông khánh, rồi các loại bùa chấn điểm, trông như cửa hàng lưu niệm. Ấy thế mà nhá, vừa ra ngoài cặp bồ cái bị vợ phát hiện là bắt cả người lẫn xe luôn. Bao nhiêu vụ rồi, bố không thấy à? Cái tổng môn nhà ông chỉ là cái ngu lâu rốt dài. Thôi, bớt cái tính nông nhông tham gia vào cái lớp phong thủy ấy đi. Hối cái hay ho đấy. Này, ngay con vợ tao từ lúc tham gia về nhà nó cười nói vui vẻ, nhà lúc nào vui tươi 24/24. Còn con Thu đang đêm nào cũng đi, bây giờ ngoan ngoãn nết ra hẳn, tối nào cũng ở nhà, hay chưa? Hay, có ai? Em Thu ngoan ấy là từ khi con tán em Thu. Từ khi con tán em Thu nhá, cứ thằng nào tối đến mà rủ em Thu đi chơi nhá, con ném hết xuống ao. Bây giờ không có thằng nào đến rủ đi chơi thì đi đâu, đi kiểu gì? Này, không là nào đến chơi nhá, cũng không đến được ông nhá. Ban tổ chức chúng tôi xin trịnh trọng tuyên bố phần thắng của cuộc thi Đập vỡ để sáng tạo thuộc về đội anh We Sell. Vâng, kính thưa anh chị, chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Anh chị có thể tự do vui chơi đi lại. Sau đó đến giờ ăn trưa thì mọi người di chuyển vào nhà ăn. Em xin phép đi vào để chuẩn bị ạ. Mọi người đứng yên ở chỗ. Tôi có ý kiến như này, tí nữa mới đến giờ ăn cơ. Bây giờ tôi có ý kiến là chúng ta sẽ tổ chức thêm một trò chơi nữa. Nó còn sáng tạo hơn cái trò chơi kia rất là nhiều. Đấy, chúng ta vẫn chia làm hai đội như này. Đội Kiên này, đội Huy này. Đấy nhá, trong vòng 5 phút đích cần biết anh chị dùng vật dụng gì để múc nước để gội đầu cho anh Kiên và anh Huy. Nếu mà đội nào gội đầu xong trước, đội đấy giành chiến thắng. Và đội giành chiến thắng sẽ được thưởng 5 triệu từ chủ tịch Kiên. Anh ấy được 5 triệu đây. Và anh dặn nhá, mấy bé nhà mình ấy, trong cái lúc mà gội đầu cho anh ấy, mà bé nào có sáng tạo tốt làm anh thích ấy, anh thưởng riêng cho 2 lít. Này đội mình ơi nhá, đội mình ai mà có sáng tạo ấy anh bo luôn cho 5 lít nhá. Đội mình mà chiến thắng anh thưởng luôn cho 1 triệu cho... Mọi người chuẩn bị xong chưa nhỉ? Xong rồi thì xin mời hai anh Huy vị trí ạ. Xin mời anh Huy ngồi đây. Đấy, anh Kiên anh ngồi đây. Nào, cố lên các em nhá. Nào, cố lên. Nào. Đấy, cái trò chơi này ấy, là để tôn vinh cái sự sáng tạo của mọi người. Nên là mọi người cứ thỏa sức sáng tạo. Đấy. Thế là mọi người chuẩn bị xong chưa nhỉ? Bên này xong chưa? Xong rồi. Bên này xong chưa? Xong rồi. Bây giờ nhá, tôi tuyên bố này, trò chơi chúng ta xin phép chính thức được trò chơi sáng tạo mà không sáng tạo à? Bây giờ sáng tạo đi, dùng cái gì để mục tiêu, dùng gì sáng tạo đi. Sáng tạo quá rồi, ơi ơi, sáng tạo quá rồi, sáng tạo quá, sáng tạo quá.
bao nhiêu triệu? 1 triệu thôi. Kiếm tiền cho đi ơi. Kiếm tiền. Tao nói mày biết nha, vợ của tao cực kỳ đoan trang thùy mỹ nước ra, gọi ra bảo vâng một phép. Mày mà lãnh phén dụ dỗ con Thu nhà tao ấy, tao thả nó ra, cần chết cụ mày. Con gái tao lá ngọc cành vàng, gả cho loại lông bông như mày ấy, phí đời đó à? Bố gì bố phải nóng tính, con cũng chỉ muốn tốt cho gia đình bố thôi. Con nói thật nhá, cái team building này rất là vớ vẩn. Mày bảo cái team nào vớ vẩn? Vợ con tao đang ở trong team ấy đấy. Mày nói thế khác gì là vợ con tao loại vớ vẩn? Mày tông môn thì mày mất dạy. Bố cứ xem, con nói không bao giờ thừa nhá. Mất dạy. Nói... Kết. Anh bảo đây, nghe anh, về đi. Ở đây đối lời với cái ông làm gì? Mày nhìn cân cháo cổ của ông kia, trông như con gà trọi. Cái mớ cháo cổ đấy mà đứt cái phịch một cái nhá, ông cấm khẩu luôn. Mày oan ra đấy, đi về, nghe anh đi về. Chị Vi ơi, chị em ta trả tiền nhé. Ngốt rồi, nó mà dậy. Cái thằng Ken này, cái chai nước ngon như thế này mà nó bỏ dở, lãng phí quá. Bước tùng một, còn nhà đình tinh này còn, tôi để tôi vứt cho. Anh ơi, cái chỗ này ghi vào là vợ tôi thanh toán nhá. Vâng. Giọt kỳ ngon thế này mà đã bỏ ra. Xong. Kiểu này á, 1 triệu view chứ không đùa đâu. Sáng tạo đi. Kiếm 1 triệu không? Có. Nhưng mà con ơi, cái này thì bao giờ mình mới thu được 1 triệu? Thì đấy. Đấy. Ê! Không. Mẹ già rồi, mẹ không chơi cái trò đấy đâu. Ui. Không, mẹ bố mày giết đi. Mẹ chơi như thế đâu. Mẹ bố mày giết. Không bảo là mẹ chơi đâu. Con chơi cơ mà. Mẹ không chơi. Mẹ chẳng có được. Không được. Này, mẹ có muốn một cái để mẹ mặc. Mẹ chơi thì mẹ lấy cái gì mẹ dùng? Con chán mẹ ghê. Mẹ chẳng có cái tinh thần kiếm tiền gì cả. Con đi tỉnh cái khác. Chú, mày không buộc lại dây cho mẹ à? Cô, chú, đến giờ lên cơm rồi, cô bàn cơm đi. Có cơm rồi à? Dạ vâng. Chú, giúp tôi, bỏ tôi cái dây áo bơi cái. Dạ vâng. Thì làm phong thủy thế mà lại uống nước ở thùng rác là thế nào nhỉ? Chính ra ông Hậu rất là bẩn, bẩn cả trong lẫn ngoài. Các cụ đã có câu là ăn bẩn sống lâu mà này. Ôi, quản thấy ông Hậu xong rồi. Xong rồi. Cái lão Hậu nát này nhá, rất là bẩn nhá. Bây giờ à, đeo mo ra vào mặt cũng không dám ra đường đâu. Cả làng cả xã ai chả biết. Có mà dám ra. Xong hắn. Không mấy cái ông củ bóng ấy xem thì mà chăm chú ấy. Mày xem ơi. Đang xem video ông Hậu uống nước trong thùng rác. Quét view. Chính chị quay đấy. Ui, quay thế này mà cũng gọi quay. Đây, này cho xem này.
xem cái này mới là đáng xem này. Này, này. Đây đây mọi người ra đây cho xem này. Ui giời ơi, được chưa? Hot chưa? À? Vợ kỳ máu phết nhỉ? Ôi con đi ra kia ngồi cho mẹ nhanh nhanh. Ôi giời ơi. Tụt cả quần thì múc nước vắt vào mặt trai à? Ôi giời ơi, béo 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 béo, béo nhìn kinh quá. Jackin béo kìa. Mặt thì đầy thịt, bụng cả rỗ mỡ thế kia mà nằm ngửa ra cho mấy con đàn bà nó mang cốc xe nó đổ nước lên mặt chứ lại. Trời ơi, kinh tởm thế chứ lại. Thương con vợ nó ở nhà chị ạ. Vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn mà sảnh ra một cái là gái gái gú gú, đúng là đàn ông. Không biết nào mà lần. Thế này thì ông Hậu nói cấm có mà sai nhá. Đúng là ăn chơi hoành tráng là có thật đấy nhá. Kìa. Anh ghen, anh ghen. Thu, thu, người yêu anh kìa. Đấy, đấy, con Thu đấy. Cả mẹ nó ấy. Thằng bất dạy làm gì đấy? Ôi, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại còn cởi áo nhau ra như thế à? Rồi ôi, bọn này quá là kinh tởm luôn ý. Kinh quá. Thấy chưa, đây mới là video đáng xem. Chính tôi quay đấy. À, biết bao nhiêu view không? Chưa. Hơn 20 triệu view rồi đấy. À, mà nhá, mà cái con vợ thằng Kỳ ấy, nó đang post bài lên Face ấy. Nó xin tôi gỡ cái video xuống đây. Ui, đừng gỡ. Đang nhiều view. View đang lên, đấy nguyên. Tao đang tính thế. Ui dồi ơi. Hey, sau cái chuyến team building building này á thì khối đứa tan cửa nát nhà ấy à. May mà chị em mình không đi đấy, không về lần này đâu, bố vào mặt. May nhờ. Nhưng mà phải công nhận, nhìn cái bọn này ngọt nước thật nhỉ. Đấy ơi. Nhìn khúc nào ra khúc đấy. Ăn gì trắng thế. Này, tao cấm mày nhìn em Thu nhá. Vâng, ai chị. Gửi tao bán gốc. Quá à, rồi. Cả cô nữa. Yên tâm, ai cũng có phần, ra gửi luôn. Nào. Tao hỏi mày, như nào để cho thằng danh con đang tuổi con mày nó cởi hết xuống thiên ra giữa thanh thiên bạch nhật như thế à, chúng mày còn nhăn nhăn nhở nhở cười cười nói với nhau bùa tao nào chịu được. Mày cút này building như cái chúng mày à, chúng mày làm lưu lạc lô lưu vẫn dậy cút mày ơi, oan cho em lắm. Em thề với mình, từ ngày em quen mình, em lấy mình, em chưa bao giờ dám thơ tưởng đến ai. Nếu em có nói sai thì sẽ đánh chết em đi. Im. Mình ơi. Im bông. Mày còn ra bố mà. Mày gái đi ra bố mà. Mày xin mình. Mày gái đi ra bố mà. Mình ơi. Mày gái ra bố mà. Mình ơi. Đi. Bây giờ tao sẽ đưa mày ra gặp cái thằng building như trước thì đấy. Mình để ơi. Con mày thao hồ mà đạt đúng. Thao hồ mà đúng được. Mình đi mình ơi. Đi. Em xin đi. Đi. Mình ơi. Mình. Đi. Mình ơi. Xin cái đi. Mày vui chưa? Mày là vui chưa? Vui chưa? Hả? Hả? Vui. Vui lắm mình ạ. Nhưng mà chỉ là vui thôi chứ không có ý gì hết. Không có ý gì mà mày tụt quần ra, mày cởi áo ngực ra, mày để cho chúng nó xem mà. Hỡi con đi. Mình ơi, em chỉ yêu một mình thôi. Em chung thủy có mình thôi. Nhưng mà tại lúc đấy cái vui này nó dồn dập cái vui kia, cho nên là em vui quá em quên mất. Trời ơi, con điên này. Mày vui quá, mày vui quá là tao điên đến cái này đây. Mày sướng quá, mày hóa rồ, mày ăn no mày dừng mỡ, mày đi xem tem tu linh rồi để tu lốc gì đó, mày về mày xí sớt à. Mày xí sớt này, xí sớt này, xí sớt này, con kia. Nhưng mà vui thật.
thật mà, nhưng mà chỉ là vui thôi. Cái con kia mày đứng lại. Hôm nay mà tao bắt được mày, tao làm mắm mày. Tao mà không làm được mắm con mày đấy thì tao không phải đàn kia nữa. Kiên béo. Dạ. Biết tội thì chưa? Dạ chưa. Ôi dồi, cái gì đây? Dạ áo ngực ạ. Áo ngực à? Áo ngực đang làm cái gì đây? Đang múc nước đổ lên đầu ạ. Ôi dồi ôi, ông làm gì mà để cho mấy con nặng nô này lấy áo ngực múc nước đổ lên đầu ông mà kêu oan à? Ôi, hả? Ơi, vợ phải nghe anh nói chứ. Cái team building rất tốt, rất chính đáng. Ở đấy ấy, họ gắn kết tình yêu thương, nâng cao đoàn kết của con người với con người. Anh lại là chi hội trưởng, anh phải có trách nhiệm cho mọi người gần gũi nhau hơn chứ. Đoàn kết à? Yêu thương cái gì mà cởi hết tay như thế này hả? Ôi, nghĩ liền tay, nghĩ xa thì thế này mà là đoàn kết à? Trách nhiệm của ông là để mấy con nặc nô đấy lấy áo ngực rồi nước đổ lên mặt lên đầu ông như thế à? Ông thích lắm phải không? Để tôi ra kia, tôi lấy cái áo ngực của tôi rồi nước lên đầu ông nhá. Vợ dội thì khác gì các em ngồi đấy dội cho anh đâu. À, ông lại nói tôi là cá mè một nứa đúng không? Ông ví tôi với bọn nặc nô đấy đúng không? Thế này là không được rồi. Không được rồi. Chấp hành gia pháp. Dạ vợ, nặc mè buộc chặt của vợ đấy ạ. Xin mời vợ trao gửi yêu thương ạ. À. Kiên béo. Dạ. Tội tày đình này thì đáng thưởng bao nhiêu rồi? Vợ ơi, hôm nay ngày hạ chí, vợ lại dạy anh dưới gốc cây xoài. Nó rơi vào cung tam tài vợ, tức là ba roi đấy. Tội tày đình như thế là ba roi à? Tính lại. Vợ ơi, cái cung tam tài này cộng hai vợ chồng mình nữa, tức là ngũ tượng là năm roi vợ. Ngũ tượng à? Đây, năm roi này chị, tam tài này, ngũ tượng này, đoàn kết sống với yêu thương này chị, áo ngực này chị, áo ngực này. Vợ ơi, vợ trao gửi yêu thương cho anh ít thôi, không vợ mệt, anh thương lắm. Ôi, bao nhiêu năm nay tôi chung sống với ông, cả hàng xóm đều biết tôi là người phụ nữ dịu dàng, hiền lành, ghi mị, nết na. Tôi vì chồng, vì con, tôi vun vén cho cái gia đình dòng tộc này. Người phụ nữ công dung ngôn hạnh như thế mà ông lỡ làm như thế kia. Để tôi làm như thế này. Bao nhiêu năm gìn giữ của tôi, thế là đi tông. Kiệt béo ơi, Kiên béo. Béo. Ngủ này. Ôi dồi ôi. Gian dối như thế này à? Lại còn gian dối à? Anh ơi, anh xin vợ anh. Đúng là nước đổ đầu vịt mà. Anh ơi, đầu gáo anh xin vợ. Này nhá, ông đi đâu thì ông đi đi. Ông ra mấy cái chỗ có con nặc nô ấy, để nó lấy cái xu chiêng, nó tưới nước vào mặt ông, nó rửa mặt cho ông. Hôm nay tôi mà không đánh gãy chân ông thì tôi không phải là con hòa. Vì mình đánh ra. Trời ơi. Mình ơi, em bị oan thật mà. Em không phải như thế đâu. Oan à? Dành như thế mà còn oan à? Có một con chị Mâu. Bên này tôi quyết định đi dị nhá. Đi dị đi. Mày có bệnh à? Mày có bệnh à? Con không có bệnh mẹ. Nhưng mà con nói thật, mẹ bị oan mà ai đổ oan cho mẹ à? Mẹ con cũng một ruột. Anh ơi, em xin anh, em cứ... Oan lắm mà, hả? Hôm nay tao đợi thằng Tép Vũ Đinh đến đây. Tao tặng mày cho nó, để cho chúng mày thoải mái và tứ đức cho nhau. Như chưa? Ừ. Nhầm rồi, kì đây. Kì đây. Trời ơi, anh xin mình. Anh hứa lần sau không bao giờ dám như thế nữa đâu. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Tôi đã biết sẵn đơn rồi. Ông ký vào để cho ông thoải mái với mấy em team building vô đủ của ông ý. Bố chị ơi, em bảo này. Thế là bọn chồng gì đóng cửa báo nhau. Mà chú vào mồm thôi, đừng dùng gậy gộc. Đánh anh đi, lăn từ đấy là vi phạm pháp luật. Đi tù, nhớ. Này, cô xử, cháu bảo cô nhá. Cháu mà như cô ấy là cháu bỏ ngay cái ông hộp nát này đi.
suốt ngày say xỉn về đánh vợ chửi con, tiếp hết cả tay hàng xóm. Tôi mua con này, mua mày bị tối à? Hả? Việc nhà mày à? Bố thôi, không phải về nhà cháu ạ. À mà nhưng biết tai lắm, cháu không chịu được. Bố! Mất dậy! Kì. Dạ. Đối xử với vợ phải cương quyết nhá, không có ngày nào tan cửa nát nhà đấy. Vâng ạ. Phải mạnh dạn lên, cứng rắn vào. Ông nói chuẩn đấy, phải cứng rắn lên. Ông này nói đúng đấy, đối với lũ vợ, mình phải cứng rắn. Càng nhân nhượng, nó càng tiến tới đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. À, này phải lấn tới à, lấn đi, lấn đi. Đây rồi, thằng Kiên béo rồi. Hai, mày thằng nào? Cái thằng chủ chương trình xem tôi đi dây rồi. Tông môn nhà mày, mày làm tan cửa nát nhà nhà bố mày. Chính là mày, mày là cái thằng dụ dỗ chồng bà, rủ mấy con nặc nô chơi trò cởi áo, tưới nước vào chồng bà, phẳng. Thì ra là đó. Chính nó đấy. Anh em, đánh chưa? Đánh rồi, đánh rồi. Khoan đã, khoan đã, mọi người nghe tôi giải thích đã. Cái trò cởi áo gội đầu, tưới nước này không có trong kịch bản. Mọi người không tin, cứ hỏi thằng MC này xem. Anh Huy nói đúng đấy, tất cả những cái việc này là do anh Kiên Béo và mọi người trong team building nghĩ đúng, ra đấy. Thực ra thằng Kiên Béo à? Hoa, con thằng mày, đánh thằng Kiên Béo. Hoa, cứ để cho chúng nó nói hết đã, rồi chúng mình xử vật thế. Nói thật với mọi người này, tôi cũng bị cơ quan chức năng gọi lên phạt tiền rồi. Nay tôi đến ý, là để đòi tiền thằng Kiên Béo này. Chính nó tổ chức cái sự kiện team building thôn nò đấy. Anh Huy nói đúng đấy. Còn cả tiền MC của em, tất cả những cái việc này đều là do anh Kiên Béo làm hết đấy. Mày hại cả cái làng này à? Không phải, mọi người nhầm rồi, nghe tôi giải thích. Tôi chỉ là người tổ chức sự kiện thôi. Còn tất cả các trò bày ra toàn bộ thằng MC này, cái thằng Huy Sẹo ấy bày ra hết. Thế là. Kiên Béo, mày không phải gắp lửa bỏ tay người nhá. Chính mày ấy. Ôi, không phải diễn tuồng nữa. Thầy ơi! Này, biếu không nhà anh nhá. Mang về mà tao uống dưới nước nhá. Về với nhau cả đi. Của chúng mày chết đi. Mình ơi, em bị oan thật mà. Oan thật mà. Oan thật. Thằng nhân, chỗ phải chơi đây à? Xem này, xem. Cố bình tĩnh. Con có cái này cực hay, rất hay, muốn cho mọi người xem. Này, mọi người xem đi. Ôi, tình xanh đấy. Này. Nhìn thế mà bật đấy nhờ, rồi ôi. Đấy, bố xem. Đưa xem nào. Để. Bố xem đi. Quá. Ai đây? Vâng. Đang làm gì? Uống nước. Bẩn không? Không. Mà vô lý nhỉ? Rõ ràng là cái hôm ấy tao uống chai nước thừa của mày. Không cần tận vứt vào xót ra. Sao bây giờ lại là nhập chai nước từ xóm giang lên uống? Vô lý. Này, quá vô lý. Vô lý là vô lý thế nào? Cái video nó sờ trên như thế mà bảo vô lý làm sao được? Rõ ràng là như thế. Đấy là chúng nó nói thế thôi, nhưng mà ông Hậu đừng ra ngoài gốc đa treo cổ như hôm trước đấy nhá. Đấy. Bạn Hậu ơi, sự thật nó vẫn là sự thật. Bạn có ra gốc đa treo cổ một lượt nữa, bạn vẫn chỉ là thằng uống nước bẩn thôi. Tổng môn với ông bạn Phấn nhìn tôi đàng hoàng thế này mà thì bảo là tôi ăn uống bẩn thiểu thì oan. Cô thấy bố bị oan chưa? Quá oan. Thế thì mẹ và người yêu con cũng thế, cũng bị oan không bố? Thế có nghĩa là sự việc cứ ngược lại à? Chuẩn luôn. Cái video mà bố lấy nước từ thùng rác uống ấy là do bà Vi chủ quán kìa, bà quay lại. Bà ấy quay cái cảnh mà bố uống nước, xong bố cầm chai nước, bố ném vào thùng rác, xong bà dựng ngược lại. Có thế thôi. Thấy chưa, con đã nói với bố rồi, mẹ bị oan mà. Nhưng còn cái video mà mẹ mày bị cái thằng áo hoa nó cởi áo ngực ấy, rõ ràng rành mạch như thế. Bố thử hỏi, thằng chồng nào nhìn thấy vợ như thế, có lộn rồi. Ô, tôi mời cái thằng bất dạy nào nó quay video tung lên mạng. Tí nữa thì thiêu ông ta cởi nát nhà, mất vợ mất con. Thằng A Chi đấy ông Hậu ạ, suốt ngày nó quay video, nó đăng lên Facebook để nó câu view câu like đấy. Đấy, còn bà Vi chủ quán kia nữa, suốt ngày tóc tóc thôi. Hóa ra cái video mà ông Hậu uống nước bẩn ấy chính là cái sản phẩm của bà Vi đấy. Câu view câu like à? Thế còn cái việc lấy áo lục đổ nước lên đầu chồng tôi thì là câu view câu like hử? Cái này thì em không biết, mà người biết rõ nhất ý là anh Huy Sẹo đây. Mời anh giải thích. Cái này tôi cũng không biết, người biết rõ nhất là anh Kim Bèo. Anh giải thích đi. Giải thích đi. Oh no, mọi người hiểu nhầm rồi. Tất cả các trò chơi của team building ấy chỉ để giải trí thôi.
Đấy chí, dẹp cái team building đi. Chính cái phong thủy thôn nọ của các ông ấy, tí nữa thì làm tan cửa tan nhà bọn tôi đấy. Rồi, dẹp team building. Giải tán. Giải tán. Giải tán.